Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời Phật dạy, cần phải biết tiết độ khi ăn uống. Ăn uống quá độ là nguồn gốc của béo phì, tăng tốc lão hóa và tác động đến sức khỏe. Vậy mọi người hãy chọn cho mình một phương pháp ăn uống phù hợp, ăn uống có chừng mực, có chánh niệm để đảm bảo sức khỏe và tránh được những căn bệnh này. Trong kinh Tương Ưng Bộ, bài kinh Đại Thực có kể một câu chuyện xảy ra khi Đức Phật ngụ tại tinh xá kỳ viên thành xá vệ liên quan đến vua ba tư nặc vương quốc cô sa la như sau lúc bấy giờ vua ba tư nặc có thói quen ăn uống vô độ với các bữa ăn thịnh soạn một ngày nọ sau khi ăn xong no đủ thỏa thích vua đi đến gặp thế tôn sau khi đến nhà vua đảnh lễ thế tôn và ngồi xuống một bên thế tôn biết vua ba tư nặc sẽ đã ăn xong no đủ thỏa thích Ngài hỏi vua, đại vương đến đây mà chưa ngủ nghỉ ư? Bạch Thế Tôn không phải như vậy, nhưng con luôn cảm thấy khó chịu khổ sở sau khi ăn. Này đại vương, ăn uống quá độ thường mang lại sự khổ nhọc. Đức Thế Tôn nói kệ, người ưa ngủ ăn lớn, nằm lăn lóc qua lại chẳng khác heo no bụng, kẻ ngu nhập thai mãi. Đức Phật dạy tiếp, đại vương cần phải giữ tiết độ khi ăn uống, đó là điều tốt. Ngài nói tiếp câu kệ Con người thường chánh niệm Được ăn biết phải chăng Chừng mực cảm thọ mạnh Và chậm tuổi thọ dài Vua Ba Tư nạt nước Cô Sa La Gọi vương tử Tu Cháu của nhà vua Và cũng là người hầu cận bảo Này ông hãy ghi nhớ bài kệ Của Đức Thế Tôn Từ nay mỗi khi dọn Ăn cho ta hãy đọc lên bài kệ ấy Thưa văn đại vương Vương tử Vân đáp vua Ba Tư Nặc học thuộc lời bài kệ này từ Đức Phật và mỗi khi dọn cơm cho nhà vua, đọc lên bài kệ này. Con người thường chánh niệm được ăn biết phải chăng chừng mực cảm thọ mạnh và chậm tuổi thọ dài. Nhờ được sự nhắc nhở vua Ba Tư Nặc tuần tự hạn chế sự ăn uống, cho đến khi chỉ ăn chiều, ăn nhiều nhất là một chén cơm. Sau một thời gian thân thể nhà vua được khỏe mạnh, nhà vua tự tay bóp chân tay và nói lên lời cảm hứng sau đây: "Ôi Đức Thế Tôn, thật sự thương tưởng nghĩ đến lợi ích của ta cả hai đời hiện tại và vị lai." Theo chú giải Kinh Pháp Cứu Kệ 204 có kể tiếp rằng, sau đó vua Ba Tư nặc đến bạch Đức Thế Tôn và được ngài dạy, sức khỏe là hạnh phúc lớn nhất mà mọi người mong muốn bằng lòng với những gì hiện có là giàu có nhất trung tính là điều tốt nhất khi giao hảo nhưng không có hạnh phúc nào có thể so sánh với niết bàn đó là duyên sự của câu kệ 204 trong kinh pháp cú theo bản dịch của hòa thượng thích minh châu không bệnh lợi tối thượng biết đủ tiền tối thượng thành tính đối với nhau là bà con tối thượng niết bàn lạc tối thượng Tùy khu giới đức dịch không bệnh lợi xiết lợi ích siết bao sống đời biết đủ khác nào được đâu tính thành quyến thuộc hàng đầu niềm vui tịch tịnh nhiệm màu trí tôn cư sĩ tâm minh ngô tàng giao dịch ai không bệnh lợi nhất đời ai mà biết đủ là người giàu sang ai thành tính là bạn vàng và nơi cực lạc niết bàn là đây đây là lời kinh quý báu mà Đức Phật dạy cho tất cả chúng chúng ta nhất là trong thời đại ngày nay khi bệnh béo phì trở thành một vấn đề hết sức nghiêm trọng cho sức khỏe ăn uống quá độ là nguồn gốc của béo phì tăng tốc lão hóa và tác động đến sức khỏe vậy mọi người hãy chọn cho mình một phương pháp ăn uống phù hợp ăn uống có chừng mực có chánh niệm để đảm, đảm bảo sức khỏe và tránh được những căn bệnh này Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật